Ngược lại, để viết được một số tự nhiên mà lớn nhất từ những số cho trước thì những điều kiện của nó chúng ta sẽ ưu tiên ngược lại. Ưu tiên thứ nhất đó là số lượng chữ số sẽ phải nhiều nhất có thể. Được chưa? Nhiều nhất có thể. Theo yêu cầu của đề bài thôi. Ví dụ đề bài yêu cầu là viết số tự nhiên có 3 chữ số thì chúng ta chỉ được phép là lấy đến 3 chữ số. Ưu tiên thứ hai đó là cái chữ số lớn nhất sẽ đặt ở hàng cao nhất. Ưu tiên số 3 đó là sắp xếp các chữ số ở các hàng còn lại sao cho nó được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Một ví dụ tương tự như ví dụ trước đó là có 4 chữ số 0, 1, 2, 3. Các bạn hãy viết số tự nhiên lớn nhất có thể nhưng có 3 chữ số và khác nhau. Các chữ số khác nhau, lớn nhất có thể. Chúng ta xét ở đây nhá. Bài này thì chúng ta không xét được số lượng chữ số rồi. Tại sao nhỉ? Vì khi xét số lượng chữ số thì đề bài đã yêu cầu sẵn là có 3 chữ số. 3 chữ số này là số tự nhiên lớn nhất. Vậy chúng ta sẽ lấy các số 1, 2, 3 và loại số 0 là số nhỏ nhất đi. Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên này. Chữ số lớn nhất ở hàng cao nhất. Trong 3 số này, số 3 lớn nhất. Vậy số 3 sẽ về ở hàng cao nhất là hàng trăm. Các chữ số sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Vậy số 2 sẽ phải đứng nhau và thỏa mãn là được lập từ các số 2, 3, 4, 8, được chưa? Bài tập số 2, cô cho các bạn 6 chữ số 0, 3, 5, 1, 6 và 9. Các con hãy viết cho cô số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất. Có mặt đủ 6 chữ số trên và tất nhiên là các số sẽ không được lặp lại. Các chữ số cũng không được lặp lại trong số đó nhé. Bây giờ chúng ta nhớ lại về cái lý thuyết ban đầu mà cô đã nêu ra cho các bạn này. Khi viết số tự nhiên lớn nhất từ các số cho trước thì chúng ta sẽ ưu tiên là số lượng chữ số nhiều nhất có thể. Và trong bài này thì chúng ta phải viết đủ 6 chữ số. Ưu tiên thứ hai đó là các bạn sẽ sắp xếp chữ số lớn nhất ở hàng cao nhất, đúng không? Các bạn sẽ làm lần lượt theo các ưu tiên nhá. Thứ nhất này, số lớn nhất có thể viết được là nào. Bây giờ chúng ta sẽ ưu tiên này, số lớn nhất thì chữ số lớn nhất phải ở hàng cao nhất. Vậy số 9 sẽ ở hàng cao nhất. Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần của các số, đúng không? Thế bây giờ trong 4 số, trong 5 số còn lại thì số 6 sẽ là số lớn thứ 2, đúng không? Rồi đến số 5, số 3, số 1 và số 0. Số lớn nhất chúng ta có thể viết được là số 965.310. Còn số nhỏ nhất có thể viết được là số nào? Số nhỏ nhất có thể viết được thì chúng ta sẽ phải ưu tiên sắp xếp như sau. Nó là số có ít chữ số nhất có thể. Trong trường hợp này vẫn phải lấy 6 chữ số, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ sắp xếp là số nhỏ nhất đứng ở hàng cao nhất. Vậy số 0 hay số 1? Chúng ta sẽ phải lựa chọn số 1 để cho số tự nhiên có 6 chữ số của chúng ta có ý nghĩa, đúng không? Số 1. Sau đó sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần. Vậy là 0, rồi đến 3, đến 5, đến 6 và đến 9. Cô được số nhỏ